bên hai sao vụ gì vụ gì chị hai sao hồi sao bên ngồi đó giờ bên kẹo khóc kìa vậy cất cười này hỏi 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 cái cười nha Minh con khóc hả Minh con buồn hả diễn viên ơi dặn ơi dặn đâu quay cái mặt ra buồn ơi quay cái mặt buồn đây là mặt bên bên đang buồn khóc ai giới thiệu chứ thôi không có chọc em nè Dưỡng Sáu thương ha bây giờ Dưỡng Sáu thương bên đến đi Dưỡng Sáu tắt video rồi một hồi đưa video này lên cho bà ngoại coi ha ha chào ông ngoại cái đây goodbye see you again ông ngoại cái đây